Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 27 tháng 12 2022 Chúng ta tiếp tục học tập Quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc Học đến tập 103 lúc 1 giờ mấy nhân đức vừa làm cái lễ để đưa ông cụ lên đài quả tán mình lo cho người già mình để ý từ cái nhăn cái quả mình sâu sắc lắm quý vị nên nhân đức lấy những điều đơn giản nhất để mà chúng ta học tập nên mình sống ở cuộc đời này mình đừng cái đi trở ngại người khác Nhất là cái trở ngại về cặn tư nghiệp của người ta Thì khi tới mình mà cặn tư nghiệp là bị người trở ngại lại Việc này là nhân quả 100% Nên cái nhân mình gieo cho con cháu mình biết tu Tiếp nhận giáo dục đó là mình sẽ hưởng cái thành quả. Đó là con cháu mình sẽ có ý thức hiểu biết để giúp đỡ mình. Việc này là việc rất quan trọng nha quý vị. Rất quan trọng. Nên á mình biết được một ngôi Tam Bảo có tư tưởng giáo dục, mình đi đến ngôi Tam Bảo, mình thấy làm việc đúng pháp giúp người. Thì mình dạy cho con cháu của mình khi mình được ở trong chùa thì khi mình trăm tuổi già, con cháu mình đến thỉnh hỏi thầy, thầy dạy sao mình nghe vậy? thì chắc chắn rằng là ích rất là lớn. rồi thí dụ như mình thỉnh mờ những người mà người ta cúng đám ma, hay là cúng lấy tiền, cái việc này không đáng tin nổi gì sao? vì kêu người ta coi ngày giờ giờ nào tốt giờ nào xấu nếu như coi ngày giờ tốt xấu mà đúng chuẩn vì sao chúng ta không coi để mà chúng ta biết mình chừng nào phát tài vì họ coi họ còn nhận tiền mà nên chỗ đặc biệt nhất của quý vị là muốn mình tốt thì đối với cha mẹ còn sống phụng dưỡng hiếu thảo Đối với cha mẹ bệnh đau yếu thì mình niệm Phật giúp đỡ cha mẹ Khuyên cha mẹ sanh về Tây Phương Cực Lạc Khi cha mẹ mất đi tiếp tục niệm Phật Hộ niệm cho cha mẹ Ít gì cũng 14 tiếng Còn chùa mình là niệm 24 tiếng Rồi xong Mỗi tầng thắt này kia Mình đều Làm chai thì chắc chắn rằng là ngay lúc mà ông bà cha mẹ mắc là mình làm trai, rồi có khi còn đặt máy nghe pháp đồ tặng những người đi đến dự đám, rồi thì mỗi tuần thắt thì là cúng trai, rồi niệm phật, làm việc thiện hồi hương cứ mỗi tuần thắt, rồi tới trăm ngày cũng làm vậy, rồi đám dỗ cũng làm như vậy, thì cái này là cái việc mà con cháu là may mắn và tốt đẹp nhất tại vì con người may mắn tốt đẹp nhất là cái phúc báo quý vị. cái phúc báo của mình nó sẽ đưa mình đến chỗ tốt đẹp nhất còn mình thì luôn luôn mình muốn tốt đẹp nhưng mà mình chỉ biết cái cá nhân mình thôi cha mẹ ông bà mình nuôi mình khôn lớn cái ông bà cha mẹ vừa chết đi là mình coi có cái giờ nào chôn hay thiêu nhập quan là lợi ích mình quên đi mất tiêu cái chuyện mình giúp cha mẹ ông bà mình tái sinh đến chỗ tốt đẹp mà mình chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi cái việc giúp cho ông bà cha mẹ tái sinh đến chỗ tốt đẹp đây là cái tâm ích kỷ nhỏ mọn thì làm sao mình tốt còn bây giờ niệm niệm mình nghĩ về ông bà cha mẹ để giúp ông bà cha mẹ gieo cái nhăn gì thì cái quả mình nhất định sẽ tốt nên mình làm cha làm mẹ làm ông bà quý vị nên dạy cho con cháu của mình để nó hiểu cái lễ Hiểu cái lễ Nên hồi sáng như Đức nói chuyện Để chúng như Đức nói Con cháu Khi ông bà cha mẹ Ở trong chùa mình mà mà yếu mà mắc Cứ Hỏi quý thầy quý thầy chỉ Sao làm Iran vậy đi Rồi ông bà cha mẹ của mình trong đây Người ta niệm Phật ngày niệm Phật đêm Mình đến mình chỉ cần vô niệm Phật thôi Chỉ người ta Mỗi một vị trí chùa mình nên chỉ người ta sắp xếp dẫn con cháu vô để mà niệm phật chứ đừng có ngồi ngoài bấm điện thoại đi vòng vòng ngoài nên những đức nói thời gian không còn bao nhiêu thời gian nữa là đưa cha mẹ mình đi lên đài quả táng rồi thôi bổn phận làm con mình chăng thật nhiệt tình niệm phật để đưa tiễn ông bà cha mẹ mình mình thấy người ta xa lạ mà ta niệm phật quá trời luôn nên mình chỉ cần vô mình niệm phật là tốt nhất đừng có dội vàng đi coi ngày giờ có khi vừa mắt cái là coi ngày giờ đi tặng liệm liền luôn vậy. Đa phần nhiều là như vậy Vừa mắt cái là coi ngày giờ tặng liệm liền Họ không hiểu được cái việc Mà con người chết này phải chịu cảnh đọ lạc khổ đau Cực kỳ Khổ đau dữ lắm Nên quý vị biết rằng Một con người mà người ta Yếu người ta mắc đi Nếu như mà người này tính nguyện niệm Phật mà sanh cực lạc liền Thì không nói làm chi nhưng nếu người này công phu vẫn còn yếu chưa có sanh cực lạc liền thì cái việc mà mình đang hộ niệm niệm phật cho ông bà cha mẹ mình mà con cháu đến quấy rầy nó trở ngại là nó chạm với cái linh thức của người vừa mới chết nặng chạm đến linh thức vừa mới chết này cực kỳ nặng luôn Nên có một Ông cụ này ở ông ở trong chùa mắt Nhìn hình thức ông mắt là rất là tốt quý vị Nhưng khi ông mắt xong Thì chùa hộ niệm này kia Còn con của ông thì đến Quấy rầy trong chùa Giống như là muốn đem về nhà này kia Đi ngược lại cái nguyện của ông Thì quý vị biết rằng là khi mấy chú mà tắm Thì từ đầu cho tới ngang luôn quần ông thì mềm mềm lắm quý vị mà từ lưng quần ông xuống tới chân ông thì cứ ngắt luôn quý vị thấy nó có sự trở ngại giống như cái tâm ở trong chùa được niệm phật hộ niệm là mừng là vui nhưng mà con cái thì không tròn tâm nguyện cha mẹ nên khúc dưới cứ ngắt nó có sự trở ngại liền thấy chưa nên cái việc mà mình dạy con cháu của mình cái quý thầy giúp đỡ như chùa mình đây nè Là con cháu đến chỉ cần biết nghe lờ Cứ niệm Phật theo thôi Quý thầy sắp xếp làm sao nghe vậy Là tức khắc đặc biệt tốt đẹp dữ lắm luôn Còn nếu như mà chở ngại cái Là có chuyện liền lưu bu liền Nên những đức thường nhắc nhở rằng Việc mà mình giúp ông bà cha mẹ mình đặc biệt nhất Là niệm Phật đưa tiền Rồi không được sát sanh hại vật gì hết Để cúng Dù có chấp điếu gì đi chăng nữa Cũng đem tiền đó Bố thí cúng dường hết làm việc thiện cho ông bà cha mẹ của mình đây là phúc đức rất là lớn nha quý vị tu phước tu duyên dùm những người chấp điếu đó luôn có tâm gì thì phước báo rất là lớn rồi mỗi từng thắt đều là tu nhân tích đức để giúp hỗ trợ trong 49 ngày này cực kỳ quan trọng luôn rất là quan trọng còn nhiều người ta giàu sang phú quý mà khi ta mất xong cái là toàn là sát sanh hại vật ăn nhậu đồ càng chống hát ca tùm lum Quý vị có nhìn cái cảnh đó thê thảm Mình giờ mình biết tu mình nhìn cảnh đó mình thấy đúng là thê thảm Một đời người đi qua cực kỳ thê thảm luôn Mỗi một người chúng ta nên nhận thức Để mà quý vị biết nghe lời Đừng bao giờ đi chở ngại người ta Khi cận tử nghiệp Bây giờ mình chở ngại cha mẹ mình Mai mốt cuộc đời mình con mình chở ngại mình Bây giờ mình giúp cha mẹ mình đàng hoàng Thì con mình giúp mình đàng hoàng Mình ở trong chùa mình giúp đỡ nhiều người trong chùa được tiện lợi thì cuộc đời mình ta sẽ giúp mình tiện lợi Còn trong chùa mình không ngó ngàng quan tâm đến chuyện sinh tử của người ta Thì cuối cuộc đời mình người ta cũng sẽ không ngó ngàng cái việc sanh tử của mình Quý vị nhớ lúc thường ngày mình tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Thì cặn tử nghiệp người tính nguyện niệm Phật giúp đỡ vị cầu sanh cực lạc Hoặc ai đài sẽ đến rước quý vị Nhưng lúc thường ngày quý vị thường tin bác sĩ tin thuốc Bệnh đau một chút là tìm thuốc tìm bác sĩ thì cặn tử nghiệp quý vị toàn là những người Tin bác sĩ tin thuốc đến gặp quý vị Để giúp đỡ quý vị Cái tâm làm sao sanh ra cái quả như vậy Cái nghĩ làm sao Thì sanh ra như vậy Rồi là tướng do tâm sanh mà cảnh tỳ tâm chuyển Nó đều 100% là như vậy Nhớ nghe Việc này quan trọng lắm á Nên mỗi một người chúng ta nhận thức được Những cái việc này Thì tức khắc quý vị sẽ làm đúng liền Sẽ lợi ích cực kỳ lớn luôn Lợi ích rất là lớn nên nhận thức được những việc này rồi Bắt đầu mình tu nhân tích đức Không có giáp trở ngại người ta Khi cuối cuộc đời Nên thí dụ như nhà Hay là chùa gì đó Có người mắc mình đó Dù là Tết nhất hay ngày lễ lọc gì mình cũng không dám Bắt nhạc ầm 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 để làm động đến Nhất là cái việc mà nhà cửa mà gần chùa chiền Mà giờ tụng kinh niệm Phật đồ này kia mà mình bắt nhạc ầm 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 để đậm người ta lúc tụng kinh niệm phật là quý vị phước báo nào mà còn nó tổn phước báo quý vị cực kỳ lớn luôn người ta tụng kinh niệm phật mà mình đi bắt nhạc âm 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 để mình làm động người ta thì quý vị biết rằng có người này là có người mà không biết gì là là đạo đức không biết gì là sợ tội lỗi mới dám làm những việc này nên những đức nói rằng là mình làm ông bà cha mẹ dạy con cháu từ nhỏ là lợi ích cho mình sau này nếu như mình lo kiếm tiền Lo làm ăn mà không dạy con cháu là cái quả thai mình sau này Cực kỳ lớn luôn Tại vì nó đâu có hiểu gì đâu quý vị Không hiểu gì cả Nên mình chỉ dạy cho con cháu mình Nhớ ơn mà đền ơn Những đức ở trong chùa Mà những đức lo cho những người già trong chùa Cực lực nhiệt tình Lo để tròn cái nguyện Của các cụ ông cụ bà mà khi mà con cái đến chùa mà có khi còn trở ngại như đức có những đứa mà đến mà khi còn muốn kênh với mình chứ. Thì coi không đơn giản Nên từ nào đó mà Không hiểu gì Là cái cái lễ nghĩa Người xưa ta nói câu Người mà giúp cha mẹ của mình Nuôi cha mẹ mình, lo cha mẹ mình Cả đời của người mình Nhớ ơn đội đức này Không dám quên đúng. Còn người mà hại cha hại mẹ mình thì người xưa nó nói cả đời mình sẽ không đội trời chung còn người mà giúp cha mẹ ông bà mình thì cả đời mình nhớ ơn đội đức <laughs> nên phải dạy con cháu nên những đức nói rằng cái việc mà tiếp nhận giáo dục là cái việc cực kỳ quan trọng quý vị cái việc tiếp nhận giáo dục là việc cực kỳ quan trọng thí dụ như bây giờ một con người mình mất đi mình cũng được lợi ích trong chùa lo lắng nhưng mà trong cái lúc làm đám lại có sự trở ngại là đời kiếp nào mình cũng đã từng trở ngại người ta Iran vậy nên mình không được suôn sẻ hoàn toàn nếu như mà mình nó luôn luôn tạo điều kiện cho người ta suôn sẻ được lợi ích tốt đẹp thì cuộc đời mình chắc chắn sẽ hưởng quả báo Iran như mình đã giúp đỡ cho người ta. Quý vị biết chùa chiền thì nhiều chùa chiền chứ không phải chùa nào cũng cái việc tin vào cái chuyện tu hành giải thoát niệm phật này đâu quý vị. Nhưng nếu không phải tu có môn tịnh độ này dù ở trong chùa thì chăng nữa cũng lạnh lẽo. Chỉ có môn tịnh độ này là dùng cái chuyện hộ niệm nè, là thấy nắm áp người ta đến cái là ngồi xuống niệm phật ai đến cái ngồi xuống niệm phật ai đến ngồi xuống niệm phật còn ngoài tịnh độ này bây giờ đến ngồi im gu hoặc là đến trì chú đâu phải ai cũng biết trì đâu mà đâu phải trì hoài được đâu đúng là những đức nó có một tịnh độ này đặc biệt thù thắng chỉ một câu vật hiệu thôi mà giải quyết rất nhiều vấn đề nên tu có môn tịnh độ là đúng chọn pháp môn đại thù thắng nên chư tổ sư nói một câu rằng nếu thờ mạt pháp này mà chúng ta không gặp pháp môn tịnh độ này hoặc là Đức Thích Ca Muni ngày không giới thiệu pháp môn tịnh độ này trong thờ mạt pháp thì kể như chúng sanh 9.000 năm trong thờ mạt pháp này hoàn toàn phải chịu cảnh đọa lạc trầm luân hết. Đọa lạc trầm luân hết. Đúng pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng. Pháp môn lợi ích vô cùng. Chúng sanh 9.000 năm trong thờ mạt pháp này là nhờ pháp môn tịnh độ này mà được giải thoát. <laughs> Nên những đức nói với vị là lúc mình còn khỏe mình đã có những cái tờ giấy di chúc mình viết lại cũng đặc biệt lắm như ông cụ này nè hồi sáng nhà đức cũng giải quyết vấn đề về cái chuyện con cái đứa thì muốn ở đây để nhà chùa lo đứa thì muốn đem về làm đám ở nhà những đức phải giải quyết vấn đề phải nói chuyện được mạnh dạng được hết lòng hết dạ nhưng nếu không được thì thôi còn mình là hết lòng hết dạ mình các cụ phải nhìn thấy và cũng cảm thấy yên tâm khi mình lo cho các cụ cái cuối đời có người đến quấy rầy muốt phiền phức các cụ ông cụ bà người trong chùa thì mình ra tay mình giải quyết những vấn đề cực lực nhiệt tình nói tình nói lý nói đủ cách để cho người ta hiểu nhưng màu sáng này con của cụ thì cũng hiểu cuối cùng những đức nói hết mình nói họ hiểu nhưng nó cũng có sự trở ngại Không đơn giản Nên à, cuối cùng thì cũng Theo quy trình Giờ này đưa ông cụ lên đài quá tán Thì cũng được xuống sẻ Nên quý vị thấy rằng Mình gặp được thiện trí thức Người ta giúp đỡ mình quý vị thấy cái sự lợi ích lớn chưa Gặp được một ngôi chùa Mà cực lực nhiệt tình Nuôi mình lo mình Mà còn lo đến khi hơi thở cuối cùng Giải quyết bao nhiêu vấn đề nữa chứ Lo vậy đó mà quý vị biết rằng có khi con cái còn đến nó này nó kia Có khi chưa nói lời cảm ơn mà còn có khi những sự trở ngại Thì cái chuyện thế gian này làm việc thiện quý vị cũng kiên nhẫn Ý nhận đức muốn phiên quý vị là việc thiện mình cũng phải kiên nhẫn Tại vì mình làm việc thiện cũng có nhiều người ta trở ngại chỉ trích nó này nó kia Nhưng việc này thì thiện việc tốt thì phải cố gắng mà làm Nên phải kiên nhẫn Tại vì cuộc đời mình ý nghĩa nhất của cuộc đời Làm việc thiện việc tốt và cuối đời mình niệm Phật giáng sanh nên những đức á, thường khuyên là Lúc bình thường gì mình rèn luyện mình là Dù chờ có sập xuống đi chăng nữa Mình cũng niệm Phật Lòng tin phải kiên cố vậy đó Nói chờ sập là quá dữ Cái chuyện bệnh hoạn Đau ốm thì chuyện này là rèn luyện mình lúc mình còn khỏe đi Lúc mình còn khỏe rèn luyện đi Đến khi mà sau này Đến tuổi già của mình mình không có bị lạm dụng vào thuốc Thì mình đỡ cái sự việc mà trở ngại dữ lắm Thường lúc còn sống mình gần thiện trí thức rằng những người tín nguyện tu cầu giải thoát thì khi cặn tới nghiệp của mình là sự lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nó như ông cụ này mà những đức mà không mạnh dạng đứng ra giải quyết vấn đề con cái, nói chuyện rồi này kia là ông cụ bị đưa về. Không có tròn cái nguyện ông cụ. Bởi vì phải nhớ rằng có những người đâu phải chết là giải giải sanh liền đó. Có những người công phu chưa đủ tín nguyện đi tu trễ quá. Mà nếu như mà con cái mà trở ngại cái cái tâm họ săn hẳn lên cái họ chuyển biến thành cảnh giới của tam đồ thành ma thành quỷ lúc đó mà tâm săn hẳn nó đeo đẳng theo mà cái chuyện gia đình là lộn xộn luôn bu suốt luôn không có giỡn đâu trở ngại họ mà hoặc là mà họ săn hẳn lên đẩy thẳng họ xuống tam đồ ác đạo nên sự trở ngại này lớn lắm á nên mình mà lúc còn khỏe này mình tu mình đã gây dựng được cái tính nguyện cực kỳ mạnh tính nguyện niệm phật phải cực kỳ mạnh nhớ nghe cái tính nguyện niệm Phật là đời này giảng sanh đó Người niệm Phật muốn giảng sanh hay không Là do cái tính nguyện kiên cố hay không Người mà đặt tính nguyện kiên cố Dù gặp sự cố gì mình cũng niệm Phật Sự trở ngại gì cũng niệm Phật Ai nói gì cũng niệm Phật <laughs> Đó là tính nguyện kiên cố Còn tính nguyện mình mà không kiên cố Là cái như mình rất dễ dao động tâm Nghe ai nói gì cũng bị dao động tâm Rất dễ dao động tâm Nên những đức nói rằng là dù những người trưởng đoàn Ta dẫn mình đi tu mà người ta bị sự cố gì, nghiệp duyên gì Người ta không tu nữa, mình vẫn phải tu Mình cảm ơn người ta là dẫn dắt mình đi đến chùa Để biết được Phật Pháp, biết niệm Phật, cầu sanh cực lạc Nhưng người ta vì nghiệp duyên gì Người ta không tu, nhưng mình phải tu Mình tìm mọi cách mình phải đi tu Chứ không thể nào người ta nghĩ tu Mà mình nghĩ tu theo Không nên nghe quý vị, không nên nghe Nhớ đó Có những người bị nhìn họ dũng mạnh tinh tấn ghê lắm nhưng mà cái tâm của họ lại không kiên cố tâm Nên họ mới bị nghiệp duyên dẫn dắt Có một người Phật tử nói rằng Vị này làm trưởng đoàn dẫn người ta đi tu Trời trưởng đoàn Mà được nhiều người quý mến Coi xem như là Bồ Tát chứ Nhưng mà sau này tự nhiên cái thay đổi tính tình sân hẳn khó chịu quýnh vợ quýnh con đồ Rồi hương linh đồ nhập dựa vào Sao kỳ thầy Nhiều người mất tính tâm những đức nói tầm bậy Chuyện của người ta mà tự nhiên mình mất tính tâm mình chỉ nhìn người ta là trước mặt mình là rất là dũng mãnh tinh tắc nhưng mà dũng mãnh đây là tính nguyện kiên cố gặp sự cố gì cũng niệm Phật tới cùng Đây mới là dũng mạnh tinh tắc Còn cái này chỉ có cái hình thức bên ngoài là dũng mạnh tinh tắc Nhưng trong tâm người ta là chưa phải là kiên cố tâm Nên người ta tu nhưng mà tâm ta còn cái hướng tiêu cực Người ta không hướng đến tích cực Nên đó, Đại Lão Hà Thượng Tịnh Không còn tại thế người nói rằng Bên ngoài ấy, thì giống như giải đải mà bên trong tinh tấn thì là đúng còn có những người á Bên ngoài thì tinh tấn mà bên trong thì giải đải, cái này là không đúng. Bên trong tinh tấn là bên trong nó kiên cố tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc là tinh tấn. Còn bên ngoài thì chung 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 với nhân sinh. Nhìn hình thức bên ngoài chung 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 với nhân sinh. Còn bên trong thì dũng mãnh tinh tấn là đúng. Thí dụ như chúng chùa mình có những người trẻ bị nhìn người ta bình thường đơn giản. Nhưng khi người ta làm việc phục vụ chúng sanh người ta làm cực lực nhiệt tình cho tiền người ta cũng không lấy. Dù người ta là cư sĩ đó, chứ không phải là người được cạo đầu sức gia đáp y gì đâu Nhưng mà người ta từ chăm bệnh, nấu ăn, lo lắng cho người, phục vụ đại chúng là cực lực nhiệt tình, cho tiền không nhận luôn Mà lúc bình thường quý vị nhìn ta rất đơn giản Bình dị không có ra dễ gì là tu hành đặc biệt hết Nhưng mà tâm người ta khi phục vụ chúng sanh thì cực lực nhiệt tình, đây là đúng còn có những người quý vị nhìn họ trang nghiêm, nhìn thanh tịnh Nhìn một cái hình thức người tu hành ghê lắm Nhưng mà họ làm cái gì cũng tính toán Tiền bạc đụng một cái là không được Hoặc đưa một cái là chết liền Thì quý vị coi nó hoàn toàn khác Hoàn toàn luôn Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta tu Phải có góc độ nhìn sâu sắc Chứ đừng có nhìn cái bên ngoài là mình giỏi đánh giá người Vì biết rằng nhìn có những đoàn thể Mà vị biết rằng nhìn thấy đẹp Mà đừng có nói nó quá đẹp luôn Nhìn thấy đẹp rất là đẹp nhưng nói về cái chuyện tu hành thì Không có tu hành gì Có những cái đoàn thể vị thấy, thấy còi, còi còi bình thường đơn giản Như chùa mình nhiều người phải thấy nhìn còi, còi 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 không Nhưng mà thử lễ lập gì mà làm phục vụ chúng sanh đi Họ làm cực lực làm không không sợ chết là gì luôn Làm nhiệt tình hết mình luôn Vậy là đúng Quan trọng là cái tâm Nên là nhiều Phật tử về chùa mình Người ta cảm được cái tâm người trong chùa mình Ta cảm tâm cái ông thầy ông hướng dẫn mình nhiệt tình hết mình Cực lực nhắc nhở mình tỉ mỉ từng chút đó là cái việc người ta cảm được Nên người ta tin tưởng, người ta quý trọng Đến với chùa mình những đức thường nói như là Người ta về đại gia đình của ta Nên quý vị biết pháp môn tịnh độ này là một cái pháp môn sống động Chỉ cần tính nguyện kiên cố đi niệm có Phật hiệu Chỉ cần tin vào Phật Ai Di Đà Thì chắc chắn rằng quý vị sẽ được lợi ích cực kỳ lớn luôn Sự lợi ích này lớn dữ lắm Lòng tin kiên cố vào nghe ai với đà Phật Thì không có cái quan gia nào mà trở ngại được nhé. Còn lòng tin quý vị mà có sự dao động Thì chắc chắn rằng quý vị sẽ bị sự trở ngại liền Thí dụ như quý vị thấy có những người cặn tử nghiệp Bị bao nhiêu sự trở ngại Đó là gì? Chưa có tính nguyện kiên cố dây với, với Đạo Phật Nếu như cái người này mà tính nguyện kiên cố dây với, với Đạo Phật Thì tất cả mọi việc đều suôn sẻ tốt đẹp liền Chắc chắn luôn Nên có một câu nhắc nhở mình rất là hay nè Niệm Phật bằng với việc tụng hết thảy kinh Quý vị tụng hết thảy kinh Trong 49 năm Đức Thích Ca Mô Thiết Pháp Nói không? Khó lắm Cực kỳ khó luôn Ăn tổ mà ngày diệt đại tạng kinh Ngày ở trong liêu thắt diệt đại tạng kinh Hơn 30 năm Vậy mà ngày bước ra khỏi liêu thắt Ngày để là một câu cho đời Cõi nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất Chỉ trong hồng danh A di đà Ngày diệt đại tạng kinh Ngày diệt hết Vậy mà cuối cùng ngày để là một câu là Cõi nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất Chỉ trong hồng danh A di đà là chỉ điểm mình đến niệm a di đà phật còn câu đoạn này nói là niệm phật bằng với việc tụng hết thảy kinh chọn bộ kinh đại bát nhã cô động lại chính là một câu a di đà phật lại còn nói thêm rằng tam tạng 12 bộ kinh gói gọn trong một câu a di đà phật vì thế niệm phật liền bằng với tụng hết tam tạng kinh điển quý vị coi tụng với hết tam tạng kinh điển dễ không không thể nào làm nổi trong cuộc đời này chúng ta không thể nào làm nổi nhưng mà niệm một câu ai với đạo phật bằng với việc tụng hết tam tạng kinh điển một câu vật hiệu để lên bằng căn bên đây là tam tạng kinh điển để lên bằng căn bên đây cùng căn bằng nhau quý vị thấy bình đẳng bằng nhau vì thì chúng ta chọn cái nào dễ niệm ai với đạo phật để tu tính nguyện niệm a di đà phật để cầu sanh cực lạc đúng rồi nên bài học tập của chúng ta là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc nên còn sống trong cuộc đời này những việc thiện việc tốt việc tu hành hộ trì tam bảo việc tốt mà nỗ lực làm đi sanh không ăn đến chết không ăn đi đâu quý vị thấy tuổi già rõ ràng không cầm theo được gì mà nếu chấp vào chỗ nào nặng là dính chỗ đó liền nếu như mình còn trẻ mà rèn luyện chấp gì ai với đà phật kiên cố tâm cực kỳ mạnh thì việc này thù thắng lắm rất là thù thắng luôn quý vị nên nó rủ hàng phật tử bữa 30 tết cuối năm lợi tu vừa sinh hoạt chúng vừa nghe pháp vừa niệm phật lễ phật phóng sanh được nhận quà đầu năm đây là việc cực kỳ quan trọng một phá tu này những đức tin rằng từ trước tới nay chắc chưa ai tổ chức cái chương trình tu kiểu này mấy năm trước chúng ta đều là sinh hoạt xong chờ 12 giờ nói chuyện chút lễ phật chút rồi xong là xong à còn năm nay cái chương trình mới là đặc biệt này quý vị chương trình năm nay là sinh hoạt chúng xong rồi nghỉ giải lao khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi xong bắt đầu là chúng ta nghe pháp niệm phật lễ phật rồi phóng sanh rồi nhẫn lọc đầu năm một cái chương trình đặc biệt của cái từ năm cũ sang năm mới luôn Đây gọi là chân thật cầu an cho ông bà cha mẹ khi đầu năm đầu tháng Bồi cái gốc Chân thật cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đầu năm đầu tháng Thật sự thù thắng Quý vị biết rằng cái dịp 30 Tết mùng 1 Tết là dịp cực kỳ khó Mà quý vị có thể làm được cái việc đầu năm đầu tháng này Nhiều người đi 30 Người ta đi vòng 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 chỗ này chỗ kia Quý vị dẫn người ta Nói cho người ta nghe Đưa cho họ buổi này cho họ nghe cái đoạn ngắn này Cho họ nghe để họ biết được sự lợi ích Khi chúng ta đi đến chùa đầu năm đầu tháng Mà đi đến ngay một cái ngôi chùa mà đặc biệt để mà Cùng tu phước tu duyên gì Thì đây là cái gì cực kỳ thù thắng luôn Quá đặc biệt luôn quý vị Nó nhìn Đức Niêu lên gì nè quý vị Gọn một con đoạn công đoạn ngắn này quý vị Giới thiệu cho người ta Cho người ta nghe Hoặc những người nghe có nửa tiếng này thì biết rồi Có nhiều người thì thật sự mà nói có những người nghe Pháp có nửa tiếng này mà nghe còn chưa được kiên nhẫn Nên những Đức nói cái lượng Phật tử mà nghe những Đức không có nhiều Nhưng mà cái tầm khoảng 2-3 ngàn người là cố định Miên mặt xuyên suốt luôn Cố định luôn Đây là cái việc những Đức sẽ bồi dưỡng cái tâm cho quý vị Cả đời những Đức cố gắng luôn Từ bây giờ cho đến khi những Đức ra đi là những Đức nhiệt tình Bồi dưỡng hai cái buổi học tập Một câu ai là Phật Và quyết chí một đời Bản sanh cực lạc quốc hai bài học tập này bồi dưỡng cả đời với quý vị luôn cái tâm mới bị dành sao những đức sẽ trả lại cho quý vị vậy đó để chúng ta quyết chí đời này để mà về thế giới cực lạc gặp nhau quý vị những việc thiện việc tốt nên nêu lên để cùng cùng tu hành để hướng đến chỗ giải thoát nên những vị trưởng đoàn nhiệt tình dẫn dắt đủ người ta trên mạng đồ này kia giới thiệu cho người ta để người ta đi ba mươi người ta biết đến để người ta đến tu phước tu duyên thù thắng tất cả những người mang nghiệp chướng gì phá thai gì Muốn báo ơn báo hiếu cho cha mẹ gì Cầu siêu cha mẹ gì Bữa 30 đến Để chúng ta giữ cái phá tu này Kết thúc chương trình khoảng 1 giờ khuya Là xong chương trình Đây là một chương trình đặc biệt Mỗi điểm chùa chúng ta Đều là duy trì khóa tu như vậy Mỗi điểm chùa luôn Ba ngôi chùa bốn đậu tràng Quý thầy đều mỗi vị trí đều phải bố trí sắp xếp Y rang như vậy luôn Rồi tất cả Phật tử quý vị thích qua bảo tháp ở ăn tết thì cứ qua thích qua bên đại tùng lâm thì cứ qua thích qua chùa mới thì cứ qua vì cái duyên ở đâu cái việc cứ đến nơi đó cái việc ở tu đều là một phương pháp tu y đang một cách làm một cách sắp xếp rõ ràng như vậy không có gì thay đổi hết. mọi vị trí bố trí đều rõ ràng như vậy vì cái về đến ăn tết đây là chúng sanh có phước rất là lớn quý việc có phước rất là lớn vì biết được ba ngôi chùa tu tịnh đồ vô cùng lớn và bốn đạo tràng nuôi người già này Ba ngôi chùa bốn đậu tràng Nuôi người già Bao nhiêu người già khắp nơi nơi sẽ được về nương tựa Nhưng cỡ nào già thì già Nhưng quý vị phải còn khỏe mạnh Đi tới đi lui đồ được đàng hoàng Tự lo cho cá nhân của mình Còn vô chùa thì những đức sắp xếp lo hết cho Hòa thượng sẽ chùa những đức lo quý vị Tới khi hơi thở cuối cùng Đừng đợi tới mà kiệt quệ Đem băng ca ginh đi thì việc này những đứa không làm được Vì không có người chăm người yếu như vậy Nên quý vị ít gì cũng dài 3 năm rồi mình yếu gì đó thì tự nhiên cái đà ta lo luôn Nên những đức khuyên rất rõ ràng cho quý vị Để mình chọn một con đường đi của mình hướng đến chỗ giải thoát Đừng để một đời mình luống qua rất là ổn Còn những người ở ngoài đời cũng cố gắng siêng năng niệm Phật Tinh tấn niệm Phật Để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Đạt Chúc quý vị an lạc nha quý vị Ai với đào Phật Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tình đồng